số đó là một đều ở sơ đấu thứ 3 và đây là máy đến từ game thủ vâng He, người cầm phô. Vâng, đầu 1 Maxi He phô, Yui cầm GDX và cuối cùng đó là game thủ Hoàng Công Nghiệp Hitty. Vâng, một thế nhà Hitty có thể nó đẹp dành cho game thủ Hoàng Công Nghiệp. Yui cũng một thế nhà đẹp này. Vâng, GDX M4 He cũng thấy nhà đẹp cầm phô lên xe. Đây là một thế nhà vâng dựa tường rất đẹp dành cho cả 4 game thủ. Chúng ta đến với màn hình máy của game thủ He. Đây tiếp tục là một trận đấu mà He là người bị kẹp xăm. Vâng, phía bên kia đó là một phía bên kia quân đó là Pearl Greg và Egypt. Bên mình đó là Magic Grifo, quân là đẹp hơn dành cho thành viên của phía team Liên Quân. Cơ hội để có thể vâng chiến thắng những trận đấu này, vâng trận đấu bản lề của trận đấu thứ 3. Vâng, nhà He rất đẹp, rừng cực đẹp trong trận này dành cho game thủ He. Vâng, quả phụ thấy luôn, rừng ổn, có hiệu đầu, vâng không đô lùa về. Màn đánh máy đến từ game thủ 1. Vâng, đây là 3 voi dành cho game thủ 1. Vâng, 4 voi. Oh, đây là một trận đấu 4 voi dành cho nó 1. Chúng ta hãy cùng chờ xem nó 1 chém bài này như thế nào. Còn voi thứ tư. Vâng, 22 dân đến từ game thủ 1. Đây một trận đấu chắc chắn rằng là 1 sẽ lên được cực sớm. 23 dân và thường thì sẽ là ngừng xin dân. Vâng, cổng đóng nơi mê dành cho game thủ 1. Một đánh ban dân, vâng thêm một voi nữa hay là 2 voi nữa gì đấy. Vâng, đây là một voi dành cho game thủ vâng đầu 1. Đây một trận đấu đầu 1 sẽ khỏe, rất khỏe, 5 voi và 1 hiệu về nhà. Vâng, BB vâng, như vậy là chúng ta cùng chờ xem cánh này gặp ai. He đánh cái gì, quan trọng là He đánh cái gì thôi. Màn hình máy đến từ He. He là khung nhà nhưng He đánh gì, vâng gặp 6 này. Vâng, game thủ 16 là người cầm vâng người cầm Roman. Vâng, 16 là người cầm Roman. Game thủ 9 công đánh gì đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, đây chiếc BM dành cho game thủ. Vâng he. Vâng, đây là BA. Cái cú đóng A rất dị so với phần còn lại của đối phương, phần còn lại của thế giới. Vâng, đây là chiếc BA dành cho game thủ he. Ăn hoang một bầy hiêu để có thể cho quân thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với mảnh máy của game thủ nó một, vì đây là một trận đấu của nó một giữa người đánh chém. Vâng, trước hết xem với màn máy của Yugi đi. Yugi đã bắt đầu xuất giò. Đây một trận đấu lên cũng không phải sớm. Vẫn có giò của game thủ Gia Cát Mạnh ở nhà của Yugi. Vâng, Gia Cát Mạnh là người cầm bằng G-Rex trong trận này. Vâng, không được chọc giò, đây là luật của đời 3. Vâng, không được chọc giò khi mà chưa lên đời 3 xong. Hitty trong tay của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Và cuối cùng chúng ta quay trở lại mảnh máy của game thủ nó một đã lên đời 3 xong. Giò được phép chọc và đóng một y ở giữa nhà người ta không. Đóng e. Vâng, đây là những pha vậy rất hay tới từ game thủ Vô Thường để có thể bảo kê nhà của mình, nhưng Vô Thường đã không để ý. Vâng, Dương Đồng Kích Tây tới từ game thủ. Vâng, Dương Đồng Kích Tây tới từ game thủ nó 1. 28/40, 2L phát đều. Vâng, một bài không đâm y tới từ game thủ nó 1, không có 1 y. 2L 1 y dành cho game thủ nó 1. Đâu một trận đấu nó 1 cứ khỏe trong trận này, nhưng không, ở nhà của nó 1 cũng đang có biến. 26/40. Vâng, Max Hero nhà trong tay của game thủ nó 1 vẫn đang đây trận đấu, chỉ cần ôm bom nhà của màu 8 thôi là cửa thắng sáng rồi. Màu 8 có bên zip là quân đạo quân chủ lực duy nhất của bên phía team Thái Bình trong trận đấu này, trận đấu thứ 3 của trận đấu thứ 3. Vâng, màn hình máy tới từ cái thủ khác, đây là máy của He, He 25. Vâng, một trận đấu mà He đánh vâng đánh cung. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu đánh cung thì không thực sự hợp lý, bởi vì nó hoàn toàn đánh chém các bài như này. Ông bị công ca chạy dần đến từ He. Yugi 30/40. Vâng, sóc con có giò ra và chúng ta cùng chờ xem Yugi có ưu thế không. Vâng, Yugi cũng không phải quá ưu thế với một bài đánh chém của Bullick. Vâng, rất đông phù tới từ game thủ Yugi. Ăn được hết chỗ này thì là mát. Vâng, nào một con về đội kia Yugi. Ôi, cái chém gì này, chém Bullick tôi mà tôi... Vâng, từ từ thôi, ổn rồi, có thể thủ được nhà trong tình huống này. 31/48 tới từ game thủ Yugi. Và chúng ta đến với màn hình máy của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Một trận đấu Hoàng Công Nghiệp vâng tham lại 47/56, nhưng tôi nghĩ rằng nên rút kinh nghiệm. Phía bên kia có 3 chém Hoàng Công Nghiệp nên vâng đã nâng giáp ngay từ đầu. Vâng, đã nâng giáp ngay từ đầu đến từ game thủ Hoàng Công Nghiệp, như vậy cũng đã ổn rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua màn hình máy, vâng quay trở lại màn hình máy của game thủ He. Không, bên phía đội bạn đã đi sai, tỷ số là 2-1 dành cho thành viên của bên phía team Lien Quan.